phải đấu vào quốc ai hết chứ không cho giúp cống thế này. Thì anh lên trước anh làm rồi, còn nhà tôi là mình thấy là nhà tôi mấy chục năm nay là nó cũng tắt rồi, không phải làm. Cái nhà nhà của mình đó là trước là đã đóng đấu hố ga rồi. Đấu rồi luôn hả? Đấu rồi, không phải làm, không phải làm nữa. Bây giờ là chỉ có nhà em cái kia bây giờ về đấu hố ga chú em đúng. Ủa cái này là dự định chừng nào làm á chú? Đầu tháng 9 làm lại hẻm à. Cào xuống hết. 2 ngày nữa đó. À, cào hết cái này xuống. Cái gì? Cào bỏ đi. Bỏ đi rồi đó. Tháng có 2 ngày nữa. Nói cho anh hiểu nha, cái này á, nghĩa là bây giờ cái mặt cốt này là để nguyên. Dạ. Hiểu chưa? Nghĩa là có khả năng là nó cao lên 1-2 phân so với cái cốt này, dạ, dạ. Nó thấp hơn, dạ. Nhưng cào cái này đi xuống coi như là 25 phân là đổ đá mi, đổ đá 1-2, 15 phân, còn dạ. 10 phân bê tông. Nói thế anh hiểu thì cào, dạ, 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 đúng rồi. Để nó mới chắc, mới dạ. Hai nữa là đầm, nghĩa là vạc hết cái chỗ này như ngay là vạc hết cho nó bằng, để liền luôn liền nạc thì nó mới bền được. Nhà này phải vạc đi. Vạc cái này luôn phải không? Đúng. Dạ, dạ, nhà dạ. Này có khả năng hay không vạc đây rồi, này nó bó sẵn rồi thôi, chứ còn như là nó thò như ông này vạc lại không gì quá. Nhà ông này phải vạc, như nhà ông này cũng phải vạc. Vạc luôn. À, vạc luôn. Đấy. Anh Nam có làm đóng tiền nè. Có lấy tiền không? Thì bây giờ người ta sẽ làm thế. Giờ hai đứa tiền mà lấy. Nhỏ lắm, nó đu hết túi nước nó đầm, xong nó đầm rồi đi tới kia. Sắp làm hẻm rồi đó, nhà đẹp lắm. Chào em. Dạ. Xe để đâu em? Nhà anh giới thiệu cho em căn nào ạ? Căn hẻm này nè em. À, căn đây hả? Hẻm 22 bán luôn. À, nhà này được mấy tấm anh? 4 tấm em. 4. Một trệt với lại 4 tấm. Một trệt với 4 lầu. Đúng rồi, một trệt 4 lầu. À. Ừ. Ở đây là quận 10 đúng không? Đúng rồi, quận 10 em. Hẻm 163 đi vô, nãy em vô hẻm 9 là 163. À, 163 trên đây à. Đúng rồi. Ở đây là vô hẻm 9 rồi xong quẹo qua đây là hẻm 25. À. Rồi nhà là hẻm 22. Rồi. Đó. Bên đây qua đây cũng là hẻm thông luôn ha anh. Cái này là em đi thẳng là nó ra ngay chỗ cách mạng 8. À. Còn nếu em tới đây em quẹo phải thì ra Hòa Hưng, ra ngay chợ Hòa Hưng luôn á. À. Ừ. Đi vô coi nhà anh. Nhà, rồi. Nhà nào đó? Đó là cái nhà mà em thấy có ban công lòi bằng sắt ra không? À thấy bằng rồi, sắt tiền luôn hả? Đúng rồi. Chính xác, sau lưng luôn, sau lưng mặt tiền. Hẻm đó còn thông đúng không? Hẻm nó cũng thông vòng đây à, nó giống như ô bằng cờ vậy đó, y chang bằng cờ tướng vậy đó. Ủa, em thấy cái đường này sao nó thấp hơn ạ? À, cái này nó thu phí rồi, nó đang chuẩn bị làm lên á, nó đào sâu xuống rồi nâng lên 2.5 tấc. Coi như là nó nâng bằng mặt đường này luôn á. Vậy hả? À, thu phí hết rồi. Rồi đi vô. Rồi vô coi. Ừ, hẻm này nói chung là sạch với lại không có dơ nữa, không có ăn nhậu, không có gì hết á. Tối yên tĩnh lắm, ban ngày đi làm hết rồi. Đây em, nhà này nè. Nhà này hả? Ừ, nhà này. 4 lầu luôn. 4 lầu mà hoàn công hết luôn rồi nha em. 4 lầu mà hoàn công luôn rồi. À. Rồi, hoàn công hết 4 lầu luôn. 163, 25. Trên 26B. B. Đường Tô Đức Thành. Ủa, nhà đã quá ha. Ừ. Nhà này mà ai có con mà lên đây học thì tuyệt vời. 4 tầng 4 đứa. Đảo ha, sát bên mặt tiền ngoài luôn nè. Hẻm này yên tĩnh lắm, ai cũng đi làm hết á. Nhà đối diện khóa cửa đi làm luôn. Ồ, yên tĩnh quá ha. À. Ui, căn phía trước hoành tráng chưa ha? Quá hoành tráng luôn. Nhà mình cũng đâu thua gì đâu. Thua chiều dài thôi. À. Nhưng mà chiều ngang bằng nữa. Sổ sách thì nghiêm chỉnh hết ha. Ờ, à, hoàn công luôn em. Đây có camera an ninh đó. Ừ, có. Của nhà kế bên em ơi. Dạ. Ừ, nói chung là hoàn công thôi, em vô nhà em coi nha. Có điều chiều sau mình thì hơi hạn chế thôi. Đó. Mai mốt nếu mà hẻm này làm thì nhà mình có thấp hơn không? Không bằng đó em, bằng y à. Nè em coi đó. Nhà mình với nhà bên kia người ta xây sao á là bằng cái hẻm này đang trụng xuống. À. Nghĩa là muốn làm thì nó phải móc cái đường xuống rồi xong. Đúng rồi, đúng rồi. Nó móc xuống rồi chảy đá dưới làm lại. À. Ừ. Mà thâu tiền rồi đúng không? Thâu tiền hết rồi em. À. Thâu tiền từng hộ rồi đó, từng nhà hết rồi. Cái này thì giống như vườn ta hỗ trợ nhà nước với người dân cùng làm rồi, đúng không? Đúng rồi. Nhà này nói chung giấy tờ nghiêm chỉnh hết, đồng hồ điện có luôn rồi nè em. Đồng hồ điện chính luôn á nha. À. Của nhà mình. Em thấy ở ngoài này là mình lấn ra ngoài này là được công nhận luôn á. Công nhận hoàn công hết rồi em. Cái này tất cả đều hoàn công hết rồi đó. Hiện trạng này là em quay sao là hoàn công y chang vậy đó.
em thấy bọc song sắt thì sợ, ở trên đó nó có cái cửa mở ra không? Có mở ra thoát hiểm không? Có chứ hả? Có đây. Cái song sắt nó có thoát hiểm chứ. Chỉ có thiếu sợi dây thôi. Rồi đi vô coi. Rồi vô coi, đồng hồ chính ở đây. Còn đây là giấy dán tường hay là gạch? Gạch men em, gạch men. Đó cầu dao ở trong. À mỗi tầng là có CV riêng hết à. Ừ. Đồng hồ nước ở đây nè. Anh dỡ sẵn lên cho em coi luôn á. Nói chung là đồng hồ điện nước đầy đủ. Đó. Bếp nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhỏ nhỏ bếp này có thể dời đi được em. Em lấy em dời lên trên tầng 1 nè, để đây để xe, để được nhiều chiếc nữa. Một trệt với 4 lầu luôn hả? Đúng rồi, một cái trệt với lại 4 lầu hoàn công rồi nha. Và anh nói cho cái máy là còn gì vô đó nữa? Cái máy để thùng nước thôi, em muốn làm cái gác hay em làm lầu gì đó thì được, đợi sang tên thì em làm. Cứ đợi sang tên thì làm, nhưng mà hoàn công thì không. Có chừa được lên nhãn rồi. Có chừa. Rồi đi lên trên rồi. Rồi lên coi đi em. Đó. Lên đây cầu thang nó nhỏ nhưng mà nó chắc lắm, khỏi sợ. Ở dưới thì để xe cho nên không có làm nhà vệ sinh. Đây cũng dán nhà vệ sinh anh làm ở đây. Dán gạch hết em. Sàn đúc nè. Sàn đúc luôn ta. Sàn đúc. Đó, nhà tắm nằm đây, tại để dưới thì nó hơi chật. Đó, bắt đầu để đây. Ồ, sàn quy nát luôn hả? Ừ. Dữ hả? Ồ, có máy nước nóng luôn. Đó, đầy đủ ha. Máy giặt luôn. Nhà dán lên. Máy giặt để lại luôn. Nói chung về em quay có cái gì là để lại cái đó. Đã rồi. Rồi. Tủ lạnh máy giặt. Đúng rồi. Phòng này nếu mà có con em đi học gần gần đây có trường học đâu anh? Có nhiều trường mà em, trường đại học rồi, trời đây quá trung tâm rồi. Bixi gần đây nhà cái chỗ mà cái xóm mà bán sỉ thuốc lá thuốc chữa bệnh cũng gần đây nè. À, chợ thuốc á, bên chợ thuốc anh ừ. À, chợ thuốc không ạ? Nè bây giờ em đi ra cái em bước vài bước bên tay phải đó là nó vô cái đường Hồ Bá Kiện. À. Cái em bước vài bước lên đây nữa là nó ngay cái siêu thị Bixi mà đường Bixi Miền Đông. Ừ đúng rồi. Đó, rồi xuống tí xíu là Vạn Hạnh Mall. Đó, Vạn Hạnh Mall thì ai cũng biết hết. Cái đường đi tắt này mà đi qua bên Hồ Kỳ Hòa được không anh? Được chứ em. À. Hồ Kỳ Hòa xác định đây rồi. Nói chung đây là trung tâm rồi, không có sợ gì hết. Đây là mới cái lầu, đây là mới cái lầu 1 là tầng thứ nhất. Tấm thứ nhất. Rồi lên nữa, một còn 3 tấm nữa. Đúng rồi. 4 lầu luôn. 4 tấm em, 4 tấm. 1 trệt. 4 tấm là không thể không trệt chứ. Là đây là 1. Đúng rồi. 4 lầu luôn, 4 đúng lầu. Rồi, đúng rồi, 4 lầu. Ok, đi lên tiếp rồi. Rồi lên tiếp đi. Nó. Nó nhỏ mà xài đèn led đầy đủ hết chưa? Đang tự động cháy em ơi. Để đỡ tốn điện á. Lên đây bắt đầu là có ban công. Thì cái phần ban công này được công nhận luôn nha. Hoàn công nhận ban công. Nếu tính từ phía này ra phía xe là nhiêu anh? Cỡ chắc 3,5 m, 4 m vậy đó em. Bề ngang thì 3 m. Bức giả thì cũng được chắc chú quá ha. Ừ. Ở đây để sổ thờ phụng đây ha. Thì về thì muốn sửa lại, ai muốn sửa gì đó sửa. Đó. Nói chung là hoàn công hết 4 tấm luôn rồi đó. Đây bên công ra quay ban công. Sổ thờ bằng thiên luôn. Nhà mình cao hơn nhà đối diện. Đây anh đi sẵn dây ống đồng mới lạnh luôn ha. Đúng rồi. Đây có chỗ nước để lấy nước tưới luôn hả? Tưới luôn. Nhà bị đủ hết ta. Để máy giặt đó cũng được. Ai ở tầng này để máy giặt đó, kiếm máy giặt siêu mini để. Khu này hiện hữu chăm chăm rồi nè. Hiện hữu lâu lắm rồi em ơi. Nói chung là không có quy hoạch gì tỏ gì đâu. Là nhà mình là được khó sẵn cái ban công này là được thay thế ha. Đúng bài luôn. Hoàn công luôn cái ban công rồi luôn rồi. Hoàn công trong giấy đó. Nhà đối diện là thấp hơn nhà mình không à, chỉ có nhà ngay trước mặt tiền vô nó cao hơn mình thôi, nó cao hơn mình một tầng. Em nghe nói là sau này là giờ mấy nhà nhỏ nhỏ vậy là đâu có được xây cao lầu gì đó đúng không? Vẫn được nhưng mà đâu được hoàn công em. Còn mình thì xây được hoàn công luôn. Giờ mà dưới 40 m² là em xây là khỏi hoàn công đi. Rồi đi lên. Trên đây nó rộng rãi đúng không? Tại mấy diện tích nhỏ phải xây cao. Đúng rồi. Trời, cũng chắc vậy ha, ra ngoài luôn anh. Y chang dưới. Nhưng ở đây có cái khung bao nè, nãy em hỏi anh có nè. Thì em thấy là nó nằm sát cái máy tôn nhà đối diện nè, không có khung bao đó, người ta leo qua anh trộm sao em. Đây có cái thoát hiểm. Đó em thấy không, máy tôn đó em đứng cái là em leo qua đây được rồi. Cho nên phải làm cái này, làm như cái lồng vậy. Đây mà phơi đồ của ổng. Nó thì đó treo phơi đồ á. Đây là tụi nó phơi đồ đó. Tết đồ mấy cái để mấy chậu hoa rồi đây đọc ha. Đúng rồi. Để chậu hoa rồi cho xinh tươi, có không khí tết.
Ủa đi chợ là đi bước này mấy bước là tới chợ rồi đó luôn. Ừ, sáng sớm có chợ Chùm Hổm rồi đó, mấy tiếng đồng hồ là nó dẹp rồi. À. Ừ, mà okay. Chợ đó cũng trật tự lắm, tại để đường cho xe chạy nữa. Cái hẻm đó là hẻm 25 của đường 163. Nói đúng rồi. Hẻm 163 qua 131. Đúng rồi. Nói chung là thẳng thớm lắm, vuông góc, đi vuông góc vô là thấy thích mấy cái này làm thích thiệt ha. Ừ. Nhà tại vì bắt buộc phải làm. Được. Ừ. Nhỏ mà được hai cái ban công đó là nhỏ ừ. Có vỏ. Hình như nữa sau này ở đây em nghe nói bên đây là xây trung tâm thương mại gì đúng không? Đúng rồi. Cái phòng này thì lúc trước mấy đứa nó học bên công nghệ, nó học nó ở đây nè. Nó làm bàn hả? Ở làm bàn để mấy máy tính á, cái xài máy tính tay. Ví dụ như cho bốn đứa bốn phòng độ kia. Đúng rồi. Ở đây hả ba đứa nó ngủ đây luôn á. Nó đi nó không có đem bàn mà đem ghế vậy đây, đây là cái tá lầu này là lầu thứ đây là lầu thứ lầu thứ ba lầu thứ ba lên lầu thứ tư này lầu cuối cùng nữa nè. Rồi bước lên thử rồi bước lên lầu cuối cùng đi này lét hết luôn hả lét hết em ơi ừ, đầu cuối cùng rồi nó đi mà nó cũng không dọn đồ nữa nó bỏ đồ lại hết nè để anh bán em lên bán gấp à. Gấp làm gì cần tiền nhiều mới bán mấy căn hai căn rồi bán hoài á thì nhóm anh cứ hễ mà thấy nào mà đầu tư tốt thì tao đầu tư thôi à thì cỡ một chục người nhóm anh cỡ một chục người à. Thì cứ xây vòng là tới phiên anh đứng tên vậy đó à. Cứ mỗi người đứng tên để em bán xong căn này anh đưa em căn khác quay nữa hả đưa nữa hả? Thì chắc căn khác là anh đứng tên luôn á chứ không phải là nhóm anh đứng tên nữa anh à. Đứng tên cho nhóm luôn người đứng căn căn đúng rồi cứ xây vòng 10 người là tới tên người đó lại à. Đó cứ bán được 10 căn là tới phiên người đó đứng tên rồi để coi này ra sao ừ. Ủa, mày che máy lên đây luôn hả? Che hết em ơi, che hết. Có cầu thang lên trên máy trên đó mà. Người ta. Ừ. Ở đây không có bị cản cái nhà đúng cao. Đúng rồi. Cái nhà này em nghe nói là nó không có được thiếu quy chuẩn xây dựng, nó không xây cao đúng không? Đúng rồi. Nó đâu có đủ đó. Diện tích đâu em. Phải trên 40 mét vuông mới được xây. Đóng giường ở đây không? Ừ. Cứ không là em xây vẫn được nhưng mà nó không hoành công. Nó không hoành công thì coi như là thua rồi. Hẻo đảo hay nhìn trên chút nữa. Này hình như là anh nói là nãy anh nói với em là ở trên đây là còn lên được nữa luôn lên cái thùng nước à, thùng nước à, cái phao nó hư thì em phải lên em thay lên được cái thùng nước trên đây nè đó. Em thôi em leo lên đi anh dịnh thang cho cái này người lên ha rồi dịnh thang cho rồi ù nặng quá hả đây. Kéo kéo ra lùa ra để anh kéo cái thang ra em lùa dướng rồi lùa đi rồi lùa rồi đó rồi ui đây ôm hai cái nhà mấy tường cao nhậu luôn nè thì em có thể làm anh nếu nói lại cho nó làm lúc mình cao lên là mình làm được cái sân thượng đúng rồi luôn đúng rồi đã luôn nè như một nước lớn máy này che rồi đúng đã rồi đây làm lên cái sân thượng này phơi đồ rồi đã luôn á rồi bên này cái này giống như cái lửng cửa phía trước thiếu cửa phía trước à giống như cái lửng vậy đó em đại khái là cái lửng nghĩ chắc sang tên xong nếu ai mua xong sang tên mới làm được ha làm luôn cái phòng cho nó luôn ha làm luôn cái phòng thôi chứ phòng với ba phòng làm chi nhiều đó không cái phòng cho cái tầng này luôn nè có nghĩa là đứa nào thuê tầng này thì có thể ở trên đó luôn tụi nó ở đông á ví dụ như đây ba đứa chỗ này là sao hả chỗ này hồi đó là cái nhà tắm nè nhà tắm nó dựng kiến lên rồi xong cái thôi chật quá cái mới gỡ kiến ra vậy thôi thế tôi mà tôi đến tôi tắm được cái gì đâu được trời ơi thoải mái nay chỗ này lớn mà à đó thì giờ coi như làm kiến cường lực lại thôi đúng rồi làm kiến dựng lên thôi đó. Rồi giờ cái căn này thì giá cả tính sao đây không nghe nói 2 tỷ hôm nay có giảm giá gì không để bán thì nói chung là 2 tỷ thì nó cũng hơi lâu đi thì giờ nhóm anh nó muốn đi nhanh á thì giờ anh nói giá là bớt sâu luôn là 110 triệu là một phòng 1890 1 tỷ 890 triệu đúng rồi lúc nào nhớ anh cũng phải có số 90 trong đó hết à, em thấy là tất cả cái... nhà là đều 90 trong đó hết cứ không có chẳng như mọi nếu người mà khác mà khách mà thiện chí mà nhiệt tình mà máu mua thì tới gặp anh là có thấy không có, chắc thương lượng mà không có nhiều đó tại vì cái giá này nó đã rẻ lắm rồi ngay vị trí này mà giá này thì nó không có mắc đâu 4 lầu một nhà 4 lầu bốn lầu với trên đây có thể làm thêm một lầu nữa nè à. Mà thôi anh vậy thì thôi giờ bây giờ anh cho cái số lại đi để cho khách hàng nào quan tâm căn này thì cứ kết nối với anh thẳng luôn đi cho nó dễ nha. Rồi ok. Vậy anh đọc lại số của anh cho cô chú chị khách hàng rồi. Xem. Rồi số điện thoại của anh là 0913 007891. Anh tên danh. Anh nhắc lại nè. Số điện thoại của anh là 0913 007891. Rồi ok. Rồi. Là chính chủ luôn đúng không? Chính chủ luôn. Nhưng mà chính chủ trong nhóm anh thôi. Còn anh chưa đứng tới căn sau anh kêu anh đi quay là anh đứng tên nè. Tới căn sau anh được đứng tên rồi.
Rồi. Rồi cảm ơn anh Danh ha. Rồi rồi. Nhắc lại thông tin của căn nhà này coi đúng hay số nào sai thì chỉnh nha. Rồi. Nhà này nằm ở hẻm 163 thông qua hẻm 131 đường Tô Hiến Thành. Nghe cái chợ nhỏ hẻm 25. Nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây và căn nhà mình chiều ngang là gần 3m và chiều sâu ở trên đây là 3m rưỡi. Và căn nhà này là có kết cấu một trệt với 4 lầu, có thêm phần cái gác nữa, cái này gọi cái gác. Làm thêm cái gác bên trên được nữa. Nhà có giấy chủ quyền hồng, khu quyền hữu. Và hẻm phía trước nhà thì chuẩn bị bới xuống 2.5m và sẽ nâng lên lại lần lại là ngang mặt nhà mình. Nhà mình thì có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng nhận tên. Hoàn công từ đây đổ xuống luôn nha. Mà cái giá mới cái giá mới là hiện tại là đang là 1.890 triệu, là giảm 110 triệu so với giá lúc trước mà đúng rồi. Ha. Rồi cô chú chị bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ với anh Danh ha. Ở số điện thoại là 0913 007891. 0913 007891. Anh Danh nghe cô chú chị, hiện giờ là anh vẫn ở trên đảo trên đây nha, anh không có đảo nha. Chưa về đảo. Mà cô chú chị bạn nào mà mua nhà mà anh ở đảo thì anh sẽ nhờ người em qua mở cửa cho anh. Rồi vậy cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết cái clip này. Nếu muốn sở hữu căn nhà 4 lầu giá dưới 1.9 triệu này thì cứ kết nối với anh Danh nha. Rồi, rồi xin chào nha. Rồi xin chào. Cảm ơn.